Thưa quý vị, khán thính giả, tối gần 3 giờ sáng rồi. Đàn ông ở một mình không có cô nào để ôm hết thưa quý vị. Tội nghiệp lắm, mất ngủ, không có cô nào để ôm hết. Cô Vi thì không dám rước vào. Cô đơn thì có rồi, còn hai cô vừa la, một cô vừa ca nữa là cô ca cô la, thì tiểu đường ghệ không có em nào hết. Thì thôi bây giờ tạm, hôm nay tôi có một em cũng mùi lắm thưa quý vị. Em này mà bê vô ôm đi ngủ cũng mùi lắm. 3 giờ sáng rồi chắc phải em bê em này vô chút xíu nha. Coi nha, em này cũng mùi lắm. Em này bảo đảm mùi, mùi chắc chắn 100% luôn. Ghệ này của ông Hùng đó, em này là chắc chắn là phải mùi rồi, đưa vô lên giường là mùi thôi. Em ghệ này này thấy không thưa quý vị, tối nay tôi mời em ghệ này thôi, kệ nó đi. Em ghệ này mà đưa vô là mùi liền, đi ngủ được liền. Uống Gatorade vô nữa cho nó khỏe khoắn đi ngủ, rồi làm chương trình cho quý khán thính giả sáng ngày mai nha, không thắc mắc. Em này cũng bùi lắm thưa quý vị. Kệ nó đi, làm miếng ngon lành. Ôm em này đi ngủ cũng bùi lắm.